Chào các em. Đây là cái đề số 2 của thần tốc luyện thi Trung học phổ thông quốc gia. Đề này cũng gồm 10 câu, cấu trúc cũng dường như tương tự như cái đề đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ đi vô trình bày những cái câu trong này. Câu thứ nhất là khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số bậc 3. Thì đây là một trong 4 cái dạng đồ thị hàm số mà chúng ta cần phải học. Thì cái này mấy em có thể ôn lại ở trong sách giáo khoa. Rồi chúng ta sẽ ôn lại sách giáo khoa thôi. Rồi chúng ta trình bày y chang sách giáo khoa thôi nha. Rồi xong. Tạm bỏ qua đó nha. Tại vì đề thi nào cũng phải có một câu vẽ đồ thị hết. Thì mấy em cứ ôn đúng chính xác 4 cái phương trình, 4 cái hàm số, coi cái sự biến thiên vẽ đồ thị trong sách giáo khoa, coi đúng 4 cái đó thì đi thi chắc chắn mấy em lấy được 1 điểm trong tay. Nhớ là trình bày đi, trình bày lại nhiều nhiều lần chút xíu, đặng vô thi nó không có quên bước này quên bước kia nha. Rồi thôi, câu đó thì tạm thời bỏ qua đi. Cái hình này nó cũng dễ vẽ cho nên thôi thầy bỏ nó qua. Coi cái hình nào khác khó vẽ một xíu thì thầy sẽ làm cho mấy em coi. Câu số 2 nè. Đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một cái hàm số như thế này. Bình thường thì khi yêu cầu mình đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một hàm số á, thì mình nó sẽ kêu mình, nó sẽ cho mình cái điều kiện, cho mình cái điều kiện. Thì hồi xưa á, thì mấy thầy cô á, dạy á, khi mà làm đề thì chúng ta sẽ phải làm từ dễ đến khó, tức là câu nào dễ thì mình làm trước, câu nào khó làm sau. Thì thực sự là hiện tại bây giờ á, thấy cái đề Trung học phổ thông quốc gia nó sắp xếp thứ tự là từ dễ đến khó thiệt luôn rồi, cho nên chúng ta cứ làm từ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 vân vân. Một trong cái gì hồi nãy thì tính nói gì quên tiêu thôi, qua cái này đi. Bình thường thì sẽ cho mình điều kiện, nhưng mà ở đây thì bài toán nó đã có điều kiện ngay trong cái đề rồi. Chúng ta có thể đi tìm cái điều kiện cách rất là nhanh. Thì đầu tiên bài toán này thì mình tìm tập xác định của nó. Đối với hàm số á, thì mình sẽ ghi là tập xác định nha, chứ đừng có ghi điều kiện. Phương trình thì mình ghi điều kiện, nhưng hàm số mình sẽ ghi tập xác định. Tập xác định D. D bằng gì? Trừ 2 tới 2. Tập xác định của nó là trừ 2 đến 2. Thì D này á, gạch hai cái hay gì đó. Rồi, gạch ở trong này nè. Tập xác định rồi. Sau khi có tập xác định rồi, mình sẽ đi tìm cái gì ta? Y phẩy. Y phẩy, đúng rồi, tìm y phẩy của nó. X, đạo hàm của X là 1. Đạo hàm của này là trừ X, trừ 2x chia căn, chia 2 lần căn của 4 trừ x bình. Thằng này là đạo hàm của thằng bên trong nè, là trừ 2x nè, là trên này trừ 2x chia cho 2 lần căn của 4 trừ x bình. Số 2 thì chém bỏ. Có số 2 ở đây nè. Có số 2 ở đây. Hiểu không? Mà thầy chém bỏ nó rồi. Thì chém bỏ nó. Rồi xong. Thì đạo hàm của nó là cái gì? Kế tiếp thì đi tìm nghiệm của đạo hàm thôi. Tìm nghiệm đạo hàm nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 2 thôi. Thì chúng ta sẽ cho y phẩy bằng 0. Tương đương thằng này. Tương đương là 1 trừ x chia cho căn của 4 trừ x bình bằng 0. Thì mình sẽ tương đương. Này mình dục qua giấy bên kia ra là căn của 4 trừ x bình. Mình dục qua giấy bên kia và mình dục thằng 4 trừ bình qua với bên này x ha, mình rút gọn nó là kiểu này, tức là thằng này bằng thằng này, thằng tử bằng thằng mẫu, thì 1 trừ cho 1 nó bằng 0, tử bằng mẫu thì ra 1 thôi. Rồi xong, thì tới đây á, thì điều kiện là x nó nằm ở trong khoảng từ trừ 2 đến 2 ha. Nó nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 2. Thằng x này mình phải đặt cái điều kiện là gì đây? Khi mà mình gặp cái căn này bằng x nè, mình muốn giải nó thì mình phải đặt điều kiện đây là gì? X phải sao? X phải lớn hơn 0. Điều kiện phải x lớn bằng 0 mới được ha. Thì lúc này mình bình phương hai vế lên mới được. Khi mà x này nó âm thì mình không thể bình phương. Điều này bình phương ra là 4 trừ x bình. Này bình phương ra là x bình. Như vậy x này bằng mấy mem? 2x sẽ bằng, x bình dục lên đây là 2 x bình bằng 4 nè, x bình sẽ bằng bằng 2. Tương đương. Nhanh đi. Tương đương x sẽ bằng căn 2 thôi. Không có trừ nha, tại vì điều kiện đây.
Mình sẽ ghi là do x lớn bằng 0, cho nên x sẽ bằng căn 2 mà thôi. Như vậy căn 2 là một thằng nó nằm ở trong khoảng từ trừ 2 đến 2. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái hàm số này nè nha. Xét hàm số này. Hàm số xác định trong khoảng từ trừ 2 đến 2, đạo hàm y phẩy của nó bằng căn 2. Như là khi mà nó nằm ở từ trừ 2 đến căn 2 thì nó làm sao? Mình vẽ bảng biến thiên nha. Một là mấy em làm theo cách là vẽ bảng biến thiên. Hai là mấy em xét cái hàm, xét cái nghiệm của cái giá trị của hàm số tại trừ 2, căn 2 và 2 này nha. Bây giờ chúng ta vẽ bảng biến thiên nha. Vẽ bảng biến thiên. Lát thầy sẽ biểu diễn cái hàm số này, vẽ cái hàm số trên cái máy cho mấy em coi thử coi cái dạng đồ thị của nó là gì, làm sao nó đi từ trừ 2 đến 2 như thế nào nha. Giờ mình vẽ bảng biến thiên đi cho nó dễ. Bảng biến thiên thì mình nhìn trực quan hơn, thì thích vẽ bảng biến thiên hơn. X nè, y phẩy nè. Thì x này mình sẽ xét từ trừ 2 đến 2 thôi. Thằng này thì mình xét căn 2 nha. Căn 2 ở đây. Căn 2 ở đây. Tại căn 2 thì y phẩy bằng 0. Rồi. Tại căn 2 y phẩy bằng 0. Số 2 này á, thì y phẩy mình sẽ gạch xuống thôi. Gạch xuống tức là mình không xác định của nó. Rồi, bây giờ y nè. Y tại tại trừ 2 là nhiêu, tại căn 2 là nhiêu và tại 2 là nhiêu thì mình vẽ trên bảng biến thiên. Nói chung á thì cái việc mà tìm cái dấu của y phẩy á, hiện tại bây giờ nó chưa quan trọng. Tại sao lại chưa quan trọng? Mấy em nhìn thầy biểu diễn cho mấy em coi. Thầy lấy cái hàm số này xuống dưới nha. Đây là cái cách mà để cho chúng ta làm nó nhanh hơn thôi. Bây giờ thầy sẽ lấy máy tính, thầy nhập cái phương trình này vô. X cộng cho căn của 4 trừ x bình. Rồi chúng ta sẽ can trừ 2 vào. Trừ 2 nha, can trừ 2, đáp án là trừ 2. Can của 2 vào, đáp án là 2. Như vậy mấy em có thể hình dung đó, cái hàm số của chúng ta đang đi từ trừ 2 đến số 2 này. Nhưng mà căn 2 này sao, nó có giảm hay tăng gì hay không? Chúng ta coi tiếp. Thầy can x bằng căn 2 vào, ra là 2 căn 2. Như vậy điều này nó nghĩa là đi lên tới đây và giảm xuống. Chúng ta dựa trên cái điều đó, thằng này là trừ 2 nè, thằng này là 2 căn 2 nè, và thằng này là 2 nè. Mấy em thấy là trừ 2, 2 căn 2, 2. Như vậy chỗ này mấy em vẫn có thể làm dấu cộng và dấu trừ ở đây. Để làm chi? Để cho thằng này nó đi lên và thằng này nó đi xuống. Mấy em thực sự không có cần xét thằng y phẩy gì cả, đúng không? Mấy em thấy nãy giờ thầy có xét thằng y phẩy bên trái dấu với A, phải dấu với A gì hay không? Đúng không? Đó. Rồi. Mình bỏ những cái thằng ở hai bên này, ta gạch đẹp chút xíu ha, tại chuột của thầy xấu cho nên thầy gạch nó hơi bị cong. Thì đây là cái bảng biến thiên. Thì dựa trên bảng biến thiên này, trên đoạn từ trừ 2 đến 2, chúng ta kết luận giá trị lớn nhất của hàm số là nhiêu. Dựa vào bảng biến thiên, chúng ta phải ghi là dựa ha, dựa vào bảng biến thiên. Bảng biến thiên ta thấy gì? Thấy gì nói? Giá trị trên đoạn từ 2 là 2 căn 2. Lớn nhất hàm số là 2 căn 2. Khi phải nói khi nào nha, khi x bằng. X bằng mấy? Căn 2. Khi căn 2. X bằng căn 2. Và giá trị nhỏ nhất của hàm số là, em phải ghi như vậy nó mới rõ ràng ha. Là trừ 2. Khi x bằng trừ 2. Rồi nó nhớ nha, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất hay là min max của nó. Đó là những bài toán mà tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số á, là bắt buộc phải có khi x bằng mấy. Tại một số trường hợp nó có giá trị lớn nhất mà x nó không tồn tại, điều đó có nghĩa đó không phải là giá trị lớn nhất của nó. Nó có thằng lớn nhất mà nó không phải lớn nhất. Dạ vậy. Rồi kết luận vậy. Xong. Thực sự khỏi cần kết luận luôn, tại vì câu này ở cuối bài rồi. Ta không cần kết luận cái bài toán này cũng được. Rồi thôi, đó là cái phương pháp làm cái bài này. Bài này rút kinh nghiệm gì? Ở cái chỗ mà mình phải đi tìm cái điều kiện của nó. Và cái chỗ mà nói cái chỗ này. Bài toán này chỉ giải được khi x lớn bằng 0 mà thôi, tức là phải đặt điều kiện trong lúc mình đang giải nữa, mình thêm vào cái khu điều kiện của mình. Mà x này, điều kiện x lớn bằng 0 này chỉ áp dụng cho cái thằng y phẩy bằng 0 thôi, chứ nó không áp dụng cho cái hàm số y này nha. Hàm số y điều kiện nó là trừ 2 đến 2.